Trong khi nhiều bạn trẻ rời quê ra phố tìm cơ hội làm việc, thì có một chàng trai 9X về làng khởi nghiệp với mô hình sản xuất hoa lan hồ điệp theo hướng công nghệ cao. Mô hình bước đầu mang lại hiệu quả, mở ra hướng đi mới trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Phan Giang. Và người mà chúng tôi muốn nhắc đến đó chính là anh Lý Bá Thể ở xã Mễ Sở, huyện Phan Giang. Hồi còn học đại học thì tôi cũng tham gia những cái công việc thêm và cũng có cơ duyên gặp các anh chị trên viện rau quả nông nghiệp áp dụng cái mô hình nông nghiệp công nghệ cao. Mình tìm hiểu và mình đam mê. Đó là khi ra trường cũng làm công việc khác, nhưng mà vì cái đam mê là cũng song song với đó là cũng nghiên cứu và phát triển cái mô hình lan trồng lan hồ điệp trong nhà lưới nhà kính. Việc học tại ngôi trường Học viện Nông nghiệp Việt Nam chính là cơ duyên đưa anh Thể đến với hướng phát triển kinh tế từ sản xuất hoa lan hồ điệp công nghệ cao. Vì vậy, năm 2019, vợ chồng anh đã quyết định nghỉ việc tại cơ quan nhà nước, mạnh dạn đầu tư cơ sở vật chất để làm mô hình trồng lan hồ điệp trong nhà lưới với diện tích trên 1.600 m² tại Thanh Oai, Hà Nội. Cũng gặp khá nhiều là khó khăn bỡ ngỡ và phải đi học về những cái công nghệ và đi học thêm, và giai đoạn đầu đến những cái vườn và học thêm của những cái kỹ thuật viên họ đã có kinh nghiệm lâu năm. Mình cũng phải thuê thêm kỹ thuật thì cũng mất một thời gian dài thử nghiệm và cũng ra được những cái thành quả đầu tiên. Khác với phương pháp trồng hoa lan truyền thống phải phụ thuộc rất lớn vào yếu tố thời tiết, thì với mô hình trồng lan trong nhà lưới, không gian bên trong vườn luôn mát mẻ và duy trì ở mức nhiệt độ ổn định nhờ hệ thống nhà màng, nhà lưới làm mát được đầu tư đồng bộ bài bản. Quy trình khép kín từ nhiệt độ, ánh sáng đến việc chăm sóc, tưới nước cho lan đều được anh thực hiện tỉ mỉ, chỉn chu, đảm bảo đúng quy trình kỹ thuật cao. Vì vậy, mặc dù chỉ là năm đầu tiên, nhưng sản phẩm hoa lan hồ điệp của anh Lý Bá Thể đã có sức tiêu thụ lớn và bán rất được giá, giúp vợ chồng anh có thêm động lực để mở rộng mô hình tại tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thanh Hóa. Đến nay, sau 5 năm, mô hình lan hồ điệp trong nhà lưới của gia đình anh đã phát triển lên đến 20.000 m², cung cấp 33 vạn giỏ lan phục vụ thị trường trong nước, cho tổng doanh thu trên 30 tỷ đồng một năm. Ngoài ra, nhà vườn còn tạo việc làm cho nhiều lao động thường xuyên tại địa phương và lao động theo thời vụ. Mình là một đại lý mua nhà bạn Thể là rất là nhiều rồi. Thì là mình đánh giá nhà bạn ấy là một cái đơn vị nguồn cung cấp hoa lan hồ điệp rất là tốt. Và sản phẩm chất lượng là nhiều, mẫu mã này, màu hoa này rất là đa dạng. Cái độ bền, độ màu sắc rồi là độ lửa của hoa là rất là đẹp. Khách hàng sử dụng ấy thì là được các cái phản hồi mà rất là tốt. Có thể thấy, mô hình sản xuất công nghệ cao là một hướng đi đúng đắn, phù hợp với thời đại và là hướng phát triển nông nghiệp bền vững cần được nhân rộng hơn nữa trong thời gian tới.